chiều, một số cây mới. Đây có kế kế mới. Chả thấy chủ đâu, cứ ra tầm này là không thấy chủ đâu. Đây kế mà hay quá. Bay thôi. Miền Nam các bạn rất là quái, u cục, bệ rất là ổn. Ra đây hỏi xem nào. Chả thấy đâu này. Đã quay về nhà bán hàng ở nhà rồi. Và hàng này cũ rồi. Sao? Với cái này rất rẻ thôi. 100 bạc. Ra đây có cái xanh này. Đấy, có cái cần thăng này mới này. Thế cây cần thăng, cây xanh làng kia mới. Cây quýt này đẹp thành phố rồi. Một số suối mới. Nhét kiểu gì vào được cái vại này nhỉ? Sống được cả cái miệng của nó, miệng vại một tí. Sống được. Chứng tỏ cây này sức sống rất là ổn. Chắc hẳn vậy, đẹp hay đấy. Linh Trang không? Chưa nhìn thấy một cái lá nào. Linh Trang.
siêu mình này. Tỉa bỏ lá đi thì nhìn mới lo mới rõ được. Các bác nhìn trên hình không nhìn thấy gì mấy. Sứ rất nhiều sang núi. Quyền các bác, tôi đỗ quyền này, chơi hoa hay này, chơi hoa nhìn như đôi công các bác, rồi như nhau. Con này nở trước hơi nhiều, còn cái này thì đỗ nhiều hơn. Con này nở trước, nở hơi sớm nhưng vẫn còn rất nhiều nụ. Ba cái nhánh tổng thể như một con công luôn. Không biết đôi này là bao nhiêu. Bên này bé hơn tí. Làm đôi này về chơi bậc thềm nhà các bác. Đẹp. Chơi hoa, Tết chơi hoa. Chắc là đôi này khá là đắt. Đây có cây me này hay. Cây me này tán buông rất là dài và cái gốc của nó thì cảm giác như là được đắp xi các bạn. Xem tán của nó nhá. Cây tay buông của nó đây nhá. Đây nhá. Đây. Đấy, ngọn của nó đây. Đây. Đây các bác nhìn cái gốc của nó trong này, cái gốc của nó nhỉ? Xoay đi, ôi nặng quá không xoay được. Đây các bác nhìn cái vết cắt đây nhá, vết cắt để giật lên cái ngọn đây nhá. Lại cái cục này là bệ của nó. Còn mai mà không thấy chủ đâu. Và lùng cây khắp nơi rồi mà. Đó. Đây hôm nay. À đây.
thế. Chung là hôm nay có hai cái cây khế, cây cần thăng này, một số cây san núi mini, cây đậu quyên này.